Vâng, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, kênh chuyên cung cấp thông tin mua bán ô tô trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chiếc xe bình dân đến hạng sang tại web otoseller.com. Và ngay sau đây thì em sẽ gửi chi tiết cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe hạng sang của Đức, đó là chiếc Audi A5. Đấy, chiếc xe có ngoại thất màu đen, nội thất dưới da màu kem, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Chiếc xe này sản xuất 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe được chủ xe rất là giữ gìn các chi tiết này, anh chị và các bạn có thể thấy qua về phần lốp rồi cũng phần la răng này còn rất đẹp và dày. Ngoài đến dòng Audi thì anh chị và các bạn cũng đã biết qua, nó là một dòng xe hạng sang của Đức, nó có mang phong cách rất là hạng sang trọng. Các chi tiết thiết kế của chiếc xe còn rất là tỉ mỉ. Đấy. Về phần đuôi xe thì xe có trang bị bô hai bên, rồi cảm biến lùi, rồi camera lùi. Đấy. Các chi tiết đèn thì đèn LED rồi. Lốp thì dàn một dàn lốp Michelin. Mở cửa thì bốn cửa đều mở cửa thông minh anh chị nhé. Đấy. Đây là chi tiết về phần cánh cửa đây, cũng như phần táp ly cửa đây. Anh chị và các bạn có thể thấy đây, chủ xe rất giữ gìn, các chi tiết còn rất là hoàn hảo. Nếu là phải quá chứ nó cũng gần như là mới thôi, mặc dù qua 5 năm sử dụng thôi. Các chi tiết về ghế da này, hàng ghế thứ hai này rất đẹp và nguyên bản. Chất lượng da thì anh chị và các bạn nhìn qua thì cũng có thể thấy được là chất lượng rất là đẹp. Đây là bệ tì tay, các chi tiết như là hốc để đồ, rất nhiều cái tính năng tiện ích. Xe thì có trang bị cửa gió, điều hòa hàng ghế thứ hai. Chiếc xe thì hiện giao bán với mức giá 1 tỷ 220 triệu. Đây là chi tiết phần cánh cửa lái ạ. Các chi tiết bọc da rồi một số chi tiết open gỗ trông rất là sang trọng. Cách thiết kế màu. Đấy, đây ghế da chỉnh điện này. Các chi tiết bật lên xuống anh chị và các bạn có thể thấy này. Rất là mới và đẹp. Gần như không có vết xước. Cho ta thấy là chủ xe rất là giữ gìn. Xe thì cũng có trang bị màn hình, điều hòa tự động, phanh tay điện tử chống trơn trượt, rất nhiều các tính năng. Vô lăng bọc da, tích hợp phím điều chỉnh chức năng cruise control, tăng chỉnh âm lượng. Đây anh chị và các bạn có thể thấy này, chất lượng da này còn rất là đẹp ạ. Các chi tiết còn rất là hoàn hảo. Sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần cốp xe, phần máy của chiếc xe. Mặc dù qua 5 năm sử dụng nhưng các chi tiết còn rất là hoàn hảo. Đây là khoang động cơ của chiếc Audi A5. Các chi tiết từ mé ốc áp này, rồi keo chỉ này, dập quân, dập các nốt dập này, nó đều nguyên bản. Các thanh răng này, rồi là ốc này, anh chị và các bạn có thể thấy ạ. Chưa có hiện tượng tháo. Các chi tiết em quay kỹ để anh chị và các bạn thấy, gang máy còn rất là sáng. Đấy, em quay chi tiết để anh chị và các bạn thấy. Vừa rồi thì em cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn chiếc Audi A5, sản xuất là 2015, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Chiếc xe thì hiện đang giao bán với mức giá 1 tỷ 220 triệu, sẽ có hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ ngay hotline trên màn hình. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm của anh chị bằng cách đăng ký kênh để nhận các video mới nhất.